Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bạc Liêu đã đến thăm tặng quà một số chốt chặn phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở huyện Vĩnh Lợi, huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và thị xã Gia Rai tại các nơi đến thay mặt đoàn đồng chí Nguyễn Giang Hoa, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đến cán bộ chiến sĩ tham gia tổ công tác, ghi nhận và biểu dương các cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm bám trụ tại các chốt chặn phòng chống dịch bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi công tác, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời động viên các cán bộ chiến sĩ nỗ lực vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ để phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. Mong các cán bộ chiến sĩ tiếp tục phối hợp có hiệu quả với các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo an toàn, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.